Cực hỷ địa tường không cho đến pháp vân địa tường không là chẳng hai. Pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa tường là hai. Pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa tường không là chẳng hai. Năm loại mắt, sáu phép thần thông tường là hai. Năm loại mắt, sáu phép thần thông tường không là chẳng hai. Như Lai 10 lực tưởng cho đến 18 pháp Phật bất cộng tưởng là 2, 10 lực Như Lai tưởng không cho đến 18 pháp Phật bất cộng tưởng không là chẳng 2. Đại từ đại bi đại hỷ đại xả tưởng là 2, đại từ đại bi đại hỷ đại xả tưởng không là chẳng 2. 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp tưởng là 2, 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp tưởng không là chẳng 2. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tưởng là 2, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tưởng không là chẳng hai. Trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tưởng là hai. Trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tưởng không là chẳng hai. Quả dự lưu tưởng cho đến độc giác bồ đề tưởng là hai. Quả dự lưu tưởng không cho đến độc giác bồ đề tưởng không là chẳng hai. Tất cả hạnh của đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật tưởng là hai. Tất cả hạnh của đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật tưởng không là chẳng hai. Cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi tưởng là hai. Cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi tưởng không là chẳng hai. Thiện hiện nên biết cho đến tất cả tưởng đều là hai, cho đến tất cả hai đều là có, cho đến tất cả có đều có sanh tử, có sanh tử thì không thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than khổ ưu não. Thiện hiện nên biết các tưởng không đều là chẳng hai, các pháp không hai đều là chẳng có, các pháp chẳng có đều không sanh tử, không sanh tử mới có thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than khổ ưu não. Do sự việc này nên biết đối với tất cả sự việc tưởng có hai thì chắc chắn không bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, không đạo không đắc cũng không hiện quán, cho đến thuận theo kia còn chẳng có, huống là biết rõ về sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Người ấy còn không thể tu các thánh đạo, huống là có thể đạt quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vận chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các loài hữu tình. Hết quyển thứ 527.